Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog nha. Thì ngày hôm nay ở nhà cũng có làm mấy món để ăn chiều nha cả nhà. Cái này xem clip cái hay nhất là ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay ở nhà mình đã có nấu hủ tiếu để ăn chiều nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có sửa soạn sẵn ít hủ tiếu nha. Hủ tiếu chiều nay thì mình nấu bằng đây là giò nha cả nhà, bắp giò nha. Ở bên đây thì gan, huyết. Ở bên gia vị thì hành, tỏi, cà rốt, củ cải. Ở bên đây thì rau để ăn kèm với hủ tiếu nha cả nhà. Bây giờ xem clip đã hẹn nhấn ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like một ký kênh nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Ở đây thì mình cũng bắt nước để mình trụng xương sơ cái nha cả nhà. Ở đây củ cải với lại củ cà rốt mình cũng sắc ra luôn nha. Ở đây hành, tỏi mình cũng sắc ra luôn nha. Cái này hành tím mình sắc để mà mình phi nha cả nhà. Ở đây nước cũng đã sôi nha, tiếp tục mình để xương cho mình trụng sơ cái nha cả nhà. Ở đây thịt mình cũng đã trụng xong rồi cả nhà. Ở đây mình trụng xong rồi mình rửa lại nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình bắt nồi nước dùng lên nha. Ở đây hành lá mình cũng sắc ra luôn nha. Ở đây bây giờ nước cũng đã sôi rồi nha, tiếp tục mình bỏ xương vô luôn nha. Ở đây thì mình cũng bỏ thêm củ hành tím nha cả nhà để cho cái nước nó thơm nha. Ở đây tiếp tục mình bỏ cà rốt với lại củ cải trắng vô luôn nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình làm một cái hành phi nha. Ở đây bây giờ hành cũng ngã màu nha cả nhà. Bây giờ mình tắt bếp nha. Ở đây hành mình cũng đã phi xong rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình bắt nước để mà mình trụng hủ tiếu nha. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít dầu ăn nha cả nhà, để cho hủ tiếu mình nó đừng có dính nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho hủ tiếu vô mình trụng nha. Ở đây bây giờ hủ tiếu của mình cũng đã trụng xong rồi nha. Ở đây bây giờ mà mình bắt nước để mà mình luộc gan với lại huyết nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít muối vô nước nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình bỏ huyết vô nha. Ở đây thì mình cũng nêm vô cái nồi nước dùng ít gia vị nha cả nhà. Ở đây mình nêm một ít đường nha, muối. Hạt nêm, bột ngọt. Thì ở đây cái nồi hủ tiếu, cái nồi nước dùng của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Bà cô chú ăn hủ tiếu nhìn rồi. Bà chú ăn hủ tiếu cùng gia đình con nha. Cả nhà ăn hủ tiếu cùng gia đình mình nha. Rồi, mời cả nhà ăn hủ tiếu cùng gia đình mình luôn nha.
Trời, không mời ông bà cô chú luôn hả? Ăn nó mời chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình ăn hủ tiếu quá, mình thấy cái kiểu như cái miền Tây mình ăn thích ăn giá hẹn. Nói không nghe không? Xíu nữa xong rồi. Xíu nữa xong rồi bà mới. Video mình đã dài nha cả nhà, tạm thời kết thúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip thứ hai nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nhé. Nhớ cho gia đình một like, một chia sẻ và một cái kênh nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.